Lạy mẹ Maria, khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2024 và cũng là chương trình 1202 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Trong tuần này, chúng ta mừng lễ tạ ơn trên đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa tạ ơn tràn đầy ơn Thánh Chúa và được đầm ấm hạnh phúc trong gia đình. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài viết 10 điều nhân đức của Đức Mẹ Maria, cảm nghiệm cận tử, 8 lời khuyên, câu chuyện lấy ân đền án, câu chuyện Đức Mẹ Fatima và bài viết tâm thiện. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề 10 nhân đức của Đức Mẹ Maria, trích tác phẩm True Devotion to Mary của Thánh Louis de Montfort. Thứ nhất, khiêm nhường sâu sắc. Người khiêm nhường nhận biết rằng mọi điều tốt lành mình đã làm và có thể làm là kết quả do Thiên Chúa hiện hữu trong cuộc đời của mình. Đức Mẹ là người khiêm nhường nhất khi tự nhận là nữ tỳ của Chúa. Trong bài ca Magnificat, Đức Mẹ nói rằng Thiên Chúa đã đoái nhìn đến thân phận mọn hèn của mẹ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho ta một tâm hồn khiêm nhường như Đức Mẹ. Chúng ta xin dâng mọi thành công và thất bại của mình cho Thiên Chúa. Thứ hai, đức tin sống động. Đức tin là một trong ba nhân đức đối thần, tin, cậy, mến. Đức tin là tín thác vào Thiên Chúa và lời Ngài, dù không thấy bằng mắt. Chúa Giêsu đã trách tông đồ Tôma đa nghi và nói: phúc tay những người không thấy mà tin. Đức Mẹ là người nữ thượng hạng về đức tin. Mặc dù chứng kiến con yêu chịu khổ nạn và chịu chết, Đức Mẹ vẫn tin rằng Ngài sẽ chiến thắng tử thần. Vì thế khi chúng ta có vẻ nghi ngờ, hãy đến với Đức Mẹ và xin Mẹ cầu thay nguyện giúp. Thứ ba, vâng lời tuyệt đối. Khi sứ thần truyền tin, Đức Mẹ đã đồng ý: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đức Mẹ thể hiện động thái đáng khâm phục về việc vâng theo lời Chúa và tin vào thánh ý Ngài. Khi chúng ta bị cám dỗ nổi loạn chống lại Thiên Chúa, hãy noi gương Đức Mẹ vâng lời Thiên Chúa và noi gương Chúa Giêsu đấng hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Thứ bốn, cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện là giao tiếp với Thiên Chúa. Ngoài Chúa Giêsu không có tấm gương nào hơn Đức Mẹ trong việc cầu nguyện liên lỉ. Kinh Thánh cho biết bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đức Mẹ luôn nghĩ về Chúa và yêu mến Chúa hết lòng, không ngừng giao tiếp với Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ác thần lười biếng có thể tấn công tất cả chúng ta. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta kiên tâm, nhiệt thành và trung thành cầu nguyện. Cầu nguyện là bí quyết để được cứu rỗi. Không khí cần cho lá phổi, cầu nguyện cần cho linh hồn. Thứ năm, luôn từ bỏ mình. Cách sống khổ hạnh dẫn tới sự sống thần bí kết hiệp với Thiên Chúa. Đức Mẹ từ khước và hy sinh mọi nơi và mọi lúc. Khi làm vậy, Đức Mẹ hoàn toàn để cho Thiên Chúa điều khiển và tác động trong đời mẹ. Khi hiện ra tại Lộ Đức và Fatima, Đức Mẹ mạnh mẽ khuyến khích
cầu nguyện và cả hy sinh nữa. Khi hy sinh, chúng ta noi gương Đức Mẹ cách từ bỏ mình. Việc từ bỏ mình hướng chúng ta tới Thiên Chúa và xóa bỏ mình. Đức Mẹ luôn luôn tập trung vào Thiên Chúa, không bao giờ chú ý đến mình. Ước gì đó cũng là cách sống của mỗi người chúng ta. Thứ sáu, tinh tuyền trội vượt. Đức Mẹ là đấng vô nhiễm, đấng trọn đời đồng trinh. Tại Fatima, Đức Mẹ buồn bã cho biết rằng đa số các linh hồn hư mất vì tội phạm đến nhân đức trong sạch. Đức Mẹ đồng trinh trước và sau khi sinh Chúa Giê-xu. Lòng sùng kính đích thực dành cho Đức Mẹ có thể giúp chúng ta duy trì sự tinh tuyền nếu đã mất, có thể phục hồi nhờ bí tích hòa giải. Chiêm ngưỡng hình ảnh hoặc tượng Đức Mẹ có thể gợi lên tính cao quý của sự tinh khiết. Thứ bảy, đức mến nồng nàn. Đức mến cũng gọi là đức ái, là nhân đức quan trọng nhất. Đức Mẹ thực hành đức mến với mức siêu phàm và theo hai cách, vì đức mến có hai chiều kích. Đức Mẹ yêu mến Chúa trên hết và tuyệt đối. Đức Mẹ diễn tả lòng mến Chúa một cách cụ thể bằng việc tha thiết yêu thương mọi người. Khi được truyền tin qua lời xin vâng vô điều kiện, Đức Mẹ chứng tỏ tình yêu hoàn toàn dành cho Thiên Chúa. Rồi Đức Mẹ vội vã đi thăm người chị là bà Elizabeth, thể hiện tình yêu dành cho người lân cận. Noi gương Đức Mẹ, ước gì chúng ta có thể nói được như Thánh Phaolô đã nói: tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi. Ước gì chúng ta hiểu được mệnh lệnh kép mến Chúa và yêu người, đồng thời cố gắng thể hiện trong đời sống hàng ngày. Matthew đoạn 25 từ câu 31 đến câu 46 cho biết cuộc phán xét chung, và Thánh Gioan Thánh Giá nói chúng ta sẽ bị phán xét về đức mến. Thứ 8, kiên nhẫn anh hùng. Không ai trong chúng ta có thể nói rằng mình luôn kiên nhẫn mọi nơi, mọi lúc và mọi trường hợp. Nhưng Đức Mẹ kiên nhẫn một cách lạ lùng. Khi Đức Mẹ mang thai mà đi đường xa tới Bethlehem rồi bị từ chối, thật là kiên nhẫn. Khi lạc mất con trẻ Giê-xu, 3 ngày sau mới tìm thấy ở đền thờ, kiên nhẫn vô cùng. Nhất là khi đi theo Chúa Giê-xu trên hành trình khổ nạn, tới khi con của mẹ bị đóng đinh và trút hơi thở trên thập giá, Đức Mẹ vẫn không nao núng. Khi lòng kiên nhẫn của chúng ta bị thử thách, hãy cầu xin Đức Mẹ trợ giúp. Đức Mẹ không bao giờ bỏ mặc chúng ta đâu. Thứ 9, tử tế siêu phàm. Đối lập sự tử tế là sự khiếm nhã thô lỗ. Hãy cố gắng tưởng tượng cách mà Đức Mẹ đã đối xử với người khác: thái độ thân thiện, nụ cười niềm nở, lịch sự tối đa, ân cần lắng nghe. Đó là cách thể hiện sự tử tế. Đức Mẹ đã làm vậy với mức độ cao nhất. Thánh Phanxicô Sales nói về nhân đức này như sau: người ta có thể thu hút nhiều ruồi bằng một muỗng mật ong hơn là một thùng giấm. Nói cách khác, cách đối xử tử tế thu hút người khác đến với Đức Kitô hơn là những cách thô lỗ. Xin Đức Mẹ dạy chúng ta những gì tử tế và ước mong chúng ta biết thực hành điều đó. Thứ 10, khôn ngoan tuyệt trần. Trong kinh cầu Đức Bà, Đức Mẹ được giáo hội xưng tụng bằng một trong các danh hiệu cao cả: Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan. Người khôn ngoan biết điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống, tình mến mãnh liệt dành cho Thiên Chúa và ước muốn cháy bỏng được cứu độ là sự khôn ngoan đích thực. Đức Mẹ có tình mến nồng nàn dành cho Thiên Chúa và ước muốn hoán cải tội nhân để họ được sống đời đời. Đức Mẹ luôn kết hiệp với Chúa Con, ngay cả khi ở bên Thánh Giá. Vua Solomon đã từng là người khôn ngoan, nhưng ông đã thua sự yếu đuối vì ham muốn, và kết thúc cuộc đời như một kẻ khờ dại. Chúng ta cầu xin Đức Mẹ là ngai tòa khôn ngoan, dành lấy cho chúng ta không chỉ đức khôn ngoan mà còn kiên trì giữ được nhân đức này cho tới hơi thở cuối cùng. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết Cảm nghiệm cận tử. Bà Karen Thomas được sinh ra tại tiểu bang New York. Sau khi kết hôn, bà và chồng bà dọn đến sống ở vùng Anchorage,
tiểu bang Alaska. Tại đó, bà là một nhân viên vật lý trị liệu cho một nhà thương. Sau đó, bà bị bệnh và phải vào nhà thương. Trong khi bị mổ, bà Karen đã chết trong một khoảng thời gian. Sau này, bà kể lại rằng, bỗng dưng tôi cảm thấy linh hồn mình bay ra khỏi xác và bay lên ở một góc phòng của bệnh viện. Tôi biết rằng lúc đó mình đang được thay máu. Tôi thấy các bác sĩ và y tá đang lật thân xác tôi lại. Tôi nghĩ rằng mình đã chết. Lúc ấy thì chồng tôi và hai con của tôi, đứa 9 tuổi và 6 tuổi, đang chờ ở phòng đợi. Tôi nghĩ mình phải đi tìm họ và báo cho họ biết rằng tôi đã chết nhưng linh hồn tôi vẫn ổn. Thế là tôi thấy mình bắt đầu đi qua khỏi bức tường của phòng cấp cứu. Rồi tôi cảm thấy linh hồn mình bay lên mái nhà của bệnh viện, bay lên bầu trời và bay lên cao và ra khỏi thành phố Anchorage. Tôi bay lên ngày càng cao hơn và nhanh hơn. Tôi bỗng thấy có một đường hầm và tôi bay vào đường hầm ấy. Tôi thấy mình di chuyển thật và nhanh và chung quanh tôi chỉ có toàn là bóng tối. Rồi tôi thấy có một ánh đèn ở đằng xa. Tôi càng bay nhanh thì ánh đèn càng to lớn hơn. Cuối cùng, tôi thấy mình được bao bọc bởi luồng ánh sáng. Tôi cảm thấy chỉ còn toàn là tình yêu, bình an và niềm vui. Tôi cảm thấy mình được an toàn, mọi sự rất tốt đẹp. Tôi thấy mình nhìn xuống đất, bỗng có một tiếng nói rằng, "Hãy đi theo tôi." Tôi nhận ra có một người đàn ông đang leo lên cao. Tôi đi theo người ấy. Ông ta có mái tóc màu đen. Ông mặc một cái áo choàng màu trắng. Lưng ông có đeo một dây thắt lưng đơn giản. Ông ấy đi đôi dép xăng đan. Dây xăng đan được buộc lên cao đến đầu gối của ông ấy. Tôi không biết ông ta là ai, nhưng tôi cảm thấy ông ấy tử tế và có lòng trắc ẩn. Chúng tôi cứ tiếp tục đi và cảnh vật thay đổi. Có những bãi cỏ xanh rất đẹp mắt, có hoa lá đẹp rực rỡ. Cảnh vật có nhiều màu sắc mà tôi chưa từng trông thấy. Rồi tôi nhận thấy có một luồng ánh sáng chan hòa. Trong đó có nhiều người di chuyển cách sống động. Người đàn ông ấy giống như người hướng dẫn tôi. Ông ta đưa tôi đến một bờ sông có lấp lánh nước hàng sống. Ở phía bờ hồ kia thì tôi thấy có những thân nhân đã qua đời đang đứng nhìn tôi. Họ tỏ ra vui mừng khi trông thấy tôi. Tôi thấy ba tôi, ông đã chết khi tôi vẫn còn là một em bé. Rồi tôi thấy một người anh đã chết của tôi, các cô chú, bác, cậu và dì của tôi. Ngoài ra còn có bốn thân nhân khác mà tôi chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên tôi biết rằng đó là ông bà nội và ông bà ngoại của tôi. Các ông bà nội và ngoại của tôi đã qua đời trước khi tôi được sinh ra. Lúc đó tôi rất muốn đến gặp các thân nhân của mình, nhưng vị thiên thần đang dẫn dắt tôi bảo với tôi rằng lúc đó chưa phải là lúc tôi được gặp họ. Ngài không dắt tôi đi chung quanh, nhưng lại dắt tôi vào một ngôi nhà rất lớn, rộng và đẹp nguy nga. Ngôi nhà có màu trắng như ngọc trai và chói sáng huy hoàng. Mọi sự trong ngôi nhà ấy sáng rực rỡ. Tại đó có những linh hồn thiêng liêng đi lên, đi xuống trên một cầu thang trong một khu rất rộng lớn. Tòa nhà ấy giống như một thư viện rất lớn và có nhiều bàn ghế. Nhà ấy có rất nhiều sách vở và những cuộn giấy cuốn tròn. Tôi được hiểu rằng đó là những cuốn sách của đời sống. Rồi tôi thấy mình ở trong một căn phòng mà có nhiều linh hồn thiêng liêng ở chung quanh, giống như người ta đang hội họp. Vì thiên thần hướng dẫn nói rằng mọi người sẽ nhìn và xem xét cuộc đời của tôi. Thật sự trên cái bàn giống như một cái tàu có lót kiếng ở phía dưới sàn của thuyền. Lúc đó có một cuốn phim chiếu lại tất cả mọi sự đã xảy ra
trong cuộc đời của tôi, những gì mà tôi đã làm, đã nghĩ và đã nói. Tất cả mọi sự đều được phơi bày ra, không phải chỉ có những ý nghĩ của tôi, nhưng còn có những gì mà những người đã sống với tôi đang nghĩ gì về tôi. Tôi thấy mình có sự hiểu lầm và có những khi tôi không xử tử tế với họ. Tôi cảm thấy sự giận dữ hay sự đau đớn mà tôi gây ra cho người khác. Người ta ra đi và mang những nỗi buồn giận ấy, kể cả những điều tiêu cực mà tôi đã nghĩ và làm cho người khác. Mặt khác, tôi cũng thấy được những điều tốt lành mà mình đã làm trong cuộc đời. Thật là quan trọng khi tôi làm được những điều tốt lành. Có điều những điều đó không phải là sự phán xét, mà là sự học hỏi cho chính tôi. Đó là một bài học đơn giản, nhưng lại rất đầy quyền năng. Những bài học chứ không phải là sự phán xét. Ôi, cuộc sống của thế giới bên kia có nhiều điều để học hỏi và chuẩn bị. Tuy nhiên, chúng ta không tuyệt vọng, không chán nản và không thất vọng. Đôi khi chúng ta thắng, đôi khi chúng ta học hỏi. Có nhiều bài học đáng giá đến từ những sự thất bại và mất mát của ta. Chúng ta cần phải có thì giờ để học hỏi và rút ra kinh nghiệm. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị 8 lời khuyên. Thứ nhất, tảng đá mà bạn ném ra, người bị nó làm cho vấp té sẽ luôn luôn là chính bản thân bạn. Thứ hai, bạn nói lời cay nghiệt sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy nhục nhã mà thôi. Thứ ba, nói lời cay nghiệt không nghĩ tới người khác sau cùng cũng sẽ tự mình rước lấy khổ đau. Thứ bốn, hãy trân quý từng lời nói của mình để không làm tổn thương người khác và không bị tổn thương do chính mình. Thứ năm, kiêu ngạo là liều thuốc độc giết chết chính mình. Thứ sáu, con người phải nhận ngay trái đắng trong lúc còn chưa kịp hả hê khi buông ra những lời nói thiếu sự tử tế xuất phát từ một trái tim ngạo mạn. Thứ bảy, lời hay ý đẹp là chính ngữ, mà chính ngữ không phải dùng để vì người khác, mà chính là vì bản thân mình. Thế nhưng trong cuộc sống, dường như nhiều người chưa hiểu thấu đạo lý tốt đẹp này. Thứ tám, người ta đôi khi vẫn cứ thích dùng những lời cay nghiệt để mạt sát nhau, để đổi lấy cái hả hê nhất thời, mà không nhận ra rằng điều đó tùy vào từng mức độ khác nhau mà sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Lấy Ân Đền Oán. Tại một bộ lạc ở nước Nam Phi, có hai người thổ dân chỉ vì một mối hiềm khích nhỏ mà đưa đến căm thù nhau khốc liệt. Một ngày kia trên đường vào rừng đốn củi, một trong hai kẻ tử thù bắt gặp đứa bé gái con của đối phương đang tung tăng vui chơi hái hoa dại. Người ấy bừng bừng nổi giận, sẵn con dao cầm trên tay, ông ta túm lấy bé gái mà chặt đứt mất hai ngón tay trên bàn tay phải của em. Ông ta ngửa mặt nhìn trời cười ha hả, thế là hôm nay ta đã trả được mối cừu thù. Trong lúc đó thì bé gái đáng thương hết sức kinh hãi và đau đớn, òa khóc bỏ chạy về nhà, bàn tay đẫm đìa máu chảy. 20 năm thấm thoát trôi qua, em bé nạn nhân lớn lên, nay đã có chồng, có con, làm ăn khá giả nhất trong làng, còn cha mẹ cô ta thì sớm qua đời. Mang theo mối hận vẫn chưa thanh toán được với kẻ thù của mình. Một hôm, có một người hành khất già đi ngang qua, mệt lạ vì đói. Ông lão ghé vào nhà xin bà chủ chút cơm thừa canh cặn. Người đàn bà chợt nhận ra đó chính là hung thủ đã chặt đứt hai ngón tay mình năm xưa. Bà vội vào nhà bên trong dọn bánh thơm, sữa ngọt cho người ăn xin đáng thương. Khi ông lão đã ăn no nê, định nói lời cảm ơn để từ biệt, thì bà ngăn lại, đến gần đưa bàn tay phải đã cụt mất hai ngón tay ra, nhỏ nhẹ nói, thế là hôm nay
tôi đã trả được mối thù năm xưa của cha mẹ tôi và của chính tôi. Người hành khách già chợt hiểu ra mọi chuyện, ông gục đầu xuống, càng xúc động về nghĩa cử của bà chủ nhà, lại càng ân hận về hành động tàn nhẫn, mù quáng của mình trước đây. Lấy oán báo oán thì oán ấy chất chồng, nhưng lấy ân đền oán thì oán ấy tiêu tan. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện về Đức Mẹ Fatima, kỷ niệm Đức Mẹ Fatima hiện ra lần thứ 5. Chị Lucia kể lại trong hồi ký thứ 2 và thứ 4 như sau. Ngày 13 tháng 9 đã cận kề, khi gần đến giờ con cùng với Jacinta và Francisco ra đi. Nhưng vì đám người quá đông nên chúng con di chuyển rất khó khăn. Các nẻo đường đông nghẹt người và ai cũng muốn nhìn thấy và nói chuyện với chúng con. Không còn một chút gì là thể diện và tự trọng nữa. Những người dân lành đơn sơ cũng như các ông bà sang trọng xô đẩy nhau chen lấn vào đám đông chung quanh chúng con. Khi vừa lại gần được chúng con, họ liền quỳ gối trước mặt chúng con và nhờ chúng con đem những ý nguyện của họ đến xin trước tôn nhan Đức Bà. Những ai không lại gần chúng con được thì la hét to từ đằng xa: vì lòng mến Chúa, các em nhớ nói với Đức Bà chữa lành cho con tôi bị bại liệt nhé. Một người khác lại tiếp: và chữa cho con tôi bị mù, chữa cho con tôi bị điếc, cho chồng và con tôi ngoài mặt trận được trở về, cho một người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại, cho tôi được khỏe mạnh trở lại vì tôi mắc bệnh lao, vân vân. Tất cả những đau thương của nhân loại đều tập trung tại đó. Một số người trèo lên ngọn cây và bờ tường để nhìn chúng con đi qua và la to xuống cho chúng con nghe lời họ yêu cầu. Chúng con nói vâng với người này, nắm tay giúp người nọ đứng lên khỏi mặt đất đầy bụi bặm, và nhờ có một vài ông đi trước mở đường cho chúng con tìm cách tiến lên giữa đám đông. Cuối cùng rồi chúng con cũng đến được đồi Covadaria. Khi tới cây sồi, chúng con bắt đầu nguyện kinh mân côi với dân chúng. Ít lâu sau đó chúng con nhìn thấy tia sáng, rồi Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi. Bất chấp sự nhạo báng về chế nhiễu của giới thế tục và giới báo chí vô thần, hơn 30.000 người tụ họp trên đồi Cova vào ngày 13 tháng 9 hôm ấy để chờ Đức Mẹ xuất hiện. Cho dù người ta kéo đến để sùng kính hay tò mò, họ cùng nguyện chuỗi kinh môi khôi trong khi chờ đợi các em khải tượng và sự mơ tưởng của họ. Khi thời gian đã đến, họ được nghe thấy Lucia nói: thưa bà muốn con làm gì? Đức Bà phán: các con ơi, hãy tiếp tục nguyện kinh mân côi, hãy nguyện hàng ngày để cầu xin chấm dứt chiến tranh. Đến tháng 10, Chúa chúng ta sẽ đến cùng với Đức Mẹ Sầu Bi và Đức Bà núi Camelo. Thánh Giuse sẽ cùng đến với Chúa Giêsu hài đồng để chúc phúc ban phép lành cho thế giới. Thiên Chúa rất hài lòng vì những sự hy sinh của các con, nhưng Ngài không muốn các con mang thắt lưng dây thừng khi đi ngủ. Các con chỉ nên thắt ban ngày thôi. Lucia thưa: con được người ta nhờ xin mẹ nhiều điều lắm, xin mẹ chữa lành cho một em gái bị điếc và bị ngốc được không ạ? Đức Bà đáp: em ấy sẽ khá hơn trong năm nay. Lucia lại tiếp: và có một số người nhờ xin mẹ cho được ơn hoán cải ạ, cho được ơn khỏi bệnh ạ. Đức Bà nói: mẹ sẽ chữa cho một số người nhưng không chữa cho một số người khác. Vào tháng 10 mẹ sẽ làm một phép lạ để cho mọi người tin. Những lời cuối cùng còn đang vang vọng bên tai thì Đức Bà môi khôi thăng thiên biến mất, trong khi Lucia bảo đám đông rằng: nếu quý vị muốn trông thấy Đức Bà thì nhìn kia kìa. Chị Lucia cho biết các em tức khắc vâng lời Chúa và Đức Mẹ dạy hôm ấy, không muốn các em mặc dây thừng khi đi ngủ mà chỉ nên mặc vào ban ngày mà thôi. Lucia tưởng Chúa sẽ ban một dấu lạ như tháng trước, cho nên mẹ của chị rất mong.
nhưng Lucia bảo là có lẽ Chúa nhân lành muốn cho các em có thêm cơ hội để dâng hy sinh lên Ngài, nên đã không cho một tia sáng vinh quang nào của Ngài xuất hiện hôm ấy cả. Lạy Đức Bà Môi Khôi, xin cầu cho chúng con. Amen. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tâm Thiện. Vào một buổi sáng tại một ngôi chùa, có một tên trộm lẻn vào ý định trộm tiền công đức. Vị sư trưởng nghe thấy tiếng động, bèn ngó ra. Nhìn thấy ý định của tên trộm liền hỏi, anh đang tìm gì vậy? Tên trộm nhìn ông lão, tay cầm dao đưa lên và hét, đưa cho tao cái chìa khóa thùng từ thiện đây. Vị sư trưởng nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ áo và đưa ra cho tên trộm. Trong lúc tên trộm điên cuồng dốc sạch thùng công đức, vị sư thấy gương mặt anh ta tái nhợt và gầy gò. Ông nhẹ nhàng hỏi, đã bao lâu rồi con chưa ăn uống vậy? Cấm miệng, tên trộm gắt lên. Trong tủ chén bên cạnh chỗ cậu đang đứng có đồ ăn đấy, cậu cứ tự ý mà dùng. Tên trộm sững lại, vẻ bối rối vì sự quan tâm của vị sư trưởng. Tuy vậy hắn vẫn lăm lăm con dao hướng về phía ông và vội vã nhét tiền và đồ ăn vào túi. Cấm ông không được gọi cảnh sát, nếu không tôi không tha cho ông đâu. Vị sư nhẹ nhàng nói, món tiền từ thiện đó là để giúp cho những người khó khăn như con, ta cho phép con lấy thoải mái. Con có lấy cắp gì đâu, hãy bình an ra về. Vài ngày sau, vị sư trưởng đọc báo thấy tên trộm kia đã bị bắt trong lúc trộm ở nơi khác. Hắn bị kết án 10 năm tù giam. 10 năm sau, vào một buổi sáng, vị sư trưởng thấy tiếng động bên ngoài, liền ra ngoài xem. Ông nhận ra tên trộm năm xưa đứng cạnh thùng từ thiện. Ông còn nhận ra tôi chứ? Vị sư móc chìa khóa trong túi và nói, có chìa khóa đây. Tên trộm mỉm cười, thưa ngài, ngài hãy cất chiếc chìa khóa đi. Suốt ngần ấy năm trong tù, không ngày nào là tôi không nghĩ đến ngài. Ngài là người duy nhất tử tế với tôi trong đời. Tôi nhận ra lần trước tôi đã đánh cắp nhầm thứ khi đến đây. Lần này tôi quay lại cũng mong lấy được một thứ, nhưng thứ đó không phải là tài sản, mà là lòng tốt và sự bình an nội tại. Xin ngài cho tôi chìa khóa của lòng trắc ẩn. Rồi tên trộm quỳ xuống và nói, xin ngài nhận con làm đệ tử của ngài. Một thời gian sau, tên trộm ấy trở thành một nhà sư và trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng. Không phải sự giàu có về tiền bạc hay vật chất, mà là sự giàu có về lòng bác ái và bình an nội tại. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Broda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Lời nguyện tạ ơn Chúa. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã trao ban. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chối từ. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã lấy đi. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã cho phép. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã bảo vệ con. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã tha thứ cho con. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chuẩn bị cho con. Tạ ơn Cha vì cái chết Ngài đã chọn sẵn cho con. Tạ ơn Cha vì một nơi Ngài đã dành sẵn cho con trên thiên quốc. Tạ ơn Cha vì đã sáng tạo nên con để yêu Cha mãi mãi. Tạ ơn Cha vì tất cả. Amen. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ của Mẹ Tin Yêu đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu với địa chỉ mẹmaria.net, mẹmaria.net.